Má ơi. Má. Hả? Má để con mở cửa cho. Chắc là chú Hai tới đó má. Má. Má pha nước giùm con nha má. À, chú đi với ai nữa vậy con? Hình như với anh Giang Quân má. Dạ, con chào chú. Chào cháu. Dạ, con mời chú vô ạ. Dạ, con mời chú ngồi ạ. Mời chú. Chính tay chú chụp. Người trong ảnh là Lê Huyền Trang. Dạ, đó là bác Huyền Trang, là chị ruột của má cháu đó. Hèn chi, lần đầu gặp cháu, chú đã cảm thấy như đã từng gặp và đã từng thân thiết. Chúng tôi gặp nhau vào mùa xuân năm 74 ở chiến khu rừng Sác. Không ngờ đó là lần gặp cuối cùng. Vậy là người chiến sĩ trong cứ mà chị gái em thường nhắc tới lại chính là anh. Dạ, đây là chú Hai đó má. Kìa, sao con lại kêu bằng chú? Phải kêu bằng bác chứ. Chị à, lúc gặp nhau chú cháu tôi không biết, thôi cứ để cháu nó xưng hô vậy cho tự nhiên. Dạ. Mời anh uống nước. Cảm ơn. Dạ, thưa má, chú Hai đây là thủ trưởng của con, còn đây là anh Giang Quân, là người mà con từng nói với má đó. Hôm nay chú đến thăm nhà mình á, là muốn nhờ má một việc. Việc này rất quan trọng đó má. Đi học ngoan nha con. Ủa mẹ, sao máy điện thoại reo mà mẹ không chịu bắt máy? Con đứng đây chờ mẹ nha. Dạ. Alo. Chị có nhận ra tôi hay không? Người vừa mới gọi cho chị tối hôm trước đây mà. Tôi nhận ra rồi. Có chuyện gì chị nói luôn đi. Con à, ra ngoài kia cho mẹ nói chuyện nha con. Dạ. Để cho cháu nó nghe. Tôi xin các người, nó là con nít. Tôi không nói nhiều lời nữa. Tôi chỉ nhắc lại những lời hôm trước tôi đã nói. Một là nếu có ai hỏi gì á thì bà phải nói rằng tôi không biết, tôi không nhớ. Hai là con gái của bà phải trả lời như vậy. Ba là nếu như lão chồng của bà mà có nói được thì cũng bảo nó câm mồm đi, nghe chưa? Còn nếu như bà làm sai lời của tôi thì con gái của bà cũng sẽ có bộ mặt ma quỷ giống như cha của nó. Mẹ ơi, mẹ chở con đi học đi mẹ. Con à, hôm nay nghỉ học nha con. Thôi con không muốn nghỉ học đâu, ở nhà con buồn lắm. Nhưng hôm nay mẹ mệt lắm, mẹ không thể đưa con đi học được. Nhưng mà lúc nãy mẹ vẫn bình thường đó thôi. Con gái ngoan, mẹ là mẹ đi con. Con không chịu đâu, mẹ phải dẫn con đi học. Thỉnh thoảng em cũng phải nắn gân mụ ta như thế. Ừ.
Lúc này mà có nam Nhật Bản ở nhà thì thích nha. Nó như con búp bê ấy. Em có ý này. Nếu mà chị đồng ý thì toàn là búp bê. Nói thử xem. Bây giờ chúng ta sẽ yêu cầu bảy già trả công cho chúng ta vì cái chuyện đã hạ lão mộc. Mình mở một tiệm gội đầu thanh nữ. Em sẽ tuyển toàn búp bê về cho chị nhá. Quá hay. Thông minh đấy. Từ khi cháu Minh Thư được chú Trung Nghĩa giao cho nhiệm vụ, em đã cố tưởng tượng ra công việc của cháu. Thực ra em không tin là cháu nó có thể đảm đương nổi công việc đó. Thế hệ trẻ bây giờ thông minh và có điều kiện tốt hơn mình ngày trước. Nhưng em vẫn cảm thấy các cháu thiếu đi ngọn lửa nhiệt huyết như anh em mình ngày xưa. Tôi lại không nghĩ vậy. Chỉ cần biết nhen ngọn lửa đúng lúc đúng chỗ thì các cháu cũng sẽ hừng hực như mình ngày xưa thôi. Không ngờ anh cũng khéo tay quá ha. Ai mà làm vợ anh chắc sướng lắm á. Em giống cô Nguyên Trang của Bảnh Thiện đó. Họ hàng nhà em ai cũng nói như vậy hết. Anh không ngờ em lại có người mẹ và người bác quanh liền một thời như vậy. Chuyện không ngờ của em còn nhiều lắm. Vậy hả? Em có thể kể cho anh biết được không? Anh phải tự tìm hiểu lấy chứ. Mẹ em nói nè, càng tìm hiểu anh lại càng thấy nhiều điều bất ngờ đó. Nhưng mà không biết đó là điều hay hay điều dở đây. 40% dở, 60% hay, cũng là người tốt rồi. Here is my favorite thing. Take me to the bar. Dream the two souls. Sorrow for forever. Follow who you are. Escape me. Escape me. Back at the bar, over my sorrow, from another pleasure. Có điện thoại nè. Dạ. Hello. I've just come back in Vietnam. Yes. I'm very well. I need some guy. Overnight. Okay. I'll come. See you later. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em cần cái này. Có con dữ linh ở đây không? Kêu nó ra đây. Dạ đem kêu. Mình xử con nhỏ này đẹp luôn anh. Ê, xong qua anh hai kêu tới mày không tới mày. Cô ấy trung thành với ông bầu vậy là tốt. Với lại cô ấy chưa biết hai quý này nên có thể cho qua. Dạ anh hai cần gì thì cứ nói tụi em. Hôm nay tao mới thấy con nhỏ đó. Bữa nay con mới đến hả? Hình như là dì Kiều mới về đó. Sao mày biết? Hồi nãy em nghe con nói tiếng Anh như gió. Anh biết nhảy như vậy thôi. Dạ mời anh. Biết chưa? Nè, bỏ ra vài ngàn đô vào kiểu mua sắm và trang điểm thì dân miệt vườn cũng trở thành việc kiều tuốt. Dạ. Còn thằng bộ của nó, có vẻ anh hai để ý cô ta hả? Thằng chó thì xấu hơn quá ha. Thằng đó, để bọn em tìm hiểu thực hư thế nào. Nếu yếu cơ hơn mình á, mình sẽ tìm cách làm nó tan đàn trẻ ngán hết rồi bán cái nhỏ nó qua cho anh. Mày hay đó. Anh hai biết mày nợ chồng nợ chức nên mới cứu. Mày nghĩ mày là ai mà dám coi thường anh hai hả? Dạ, tại tôi sợ anh Kim Phong. Vậy thì lo dây mượn tiền của thằng đàn đó mà trả nợ cho ông già. Ngày mai tao sẽ gặp lại mày. Mà lần này mà mày không có tiền á thì đừng có trách tao nghe chưa. Anh à. Anh. Anh cứ ra nhảy đi. Nếu con dữ luôn xong đã nhảy mà lát nữa nó ra nhảy được tiền bao nhiêu nó sẽ đưa hết cho mình. Anh. Ra nghỉ cho một bài nha. Tám giờ rồi mà đi đâu không biết nữa.
Alo. Hai mẹ con ăn cơm chưa? Chưa. Con hẹn tối nay về ăn cơm mà tới giờ này chưa thấy về. Anh đang ở sân bay, tiễn một anh trong công ty về nước. Ngày mai, má con em có quà đó. May quá. Con về nè. Anh nói chuyện với con một chút nha. Đắc Di, ba gọi điện về. Vô nói chuyện với ba đi con. Dạ. Để lên. Vô đây má. Con nghe ba ơi. Thế nào, trai của ba, con có khỏe không? Dạ, con vẫn khỏe. Công việc vẫn tốt đó chứ. Mấy hôm nay lô su bu lắm. Vừa xảy ra một vụ trọng án nữa, nên cả đội con bận tối mặt tối mày luôn. Con nhớ giữ sức khỏe nha. Dạ, con biết rồi ba. À ba nè, mấy thứ con nhờ ba mua chưa? Rồi, sáng mai chú Mười về tới sân bay sẽ gọi điện cho con. Con sẽ có một chiếc điện thoại vừa ghi âm vừa quay phim hiện đại nhất. Hiểu chưa? Dạ con cảm ơn ba nhiều. À ba ơi, từ sáng tới giờ con đi làm án cũng mệt lắm rồi. Thôi con lên ngủ nghe. Có gì hôm nào ba con mình nói chuyện sao? Rồi. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Dạ con chào ba. Ra đây ăn cơm với má. Hôm nay má làm nhiều món con thích lắm đó. Ba, con cũng tính về ăn cơm với má rồi. Nhưng vừa chạy xe ra khỏi cổng á, thì đám bà học cũ đón con đi nhậu mất. Ngày nào cũng nhậu, đêm nào con cũng về trễ. Công việc mà má. Công việc thì con cũng nghĩ tới gia đình một chút chứ. Mà nè, má có chuyện này muốn nói với con đó. Thôi, có gì mai nói đi, con mệt quá rồi. Chuyện là gì? Em Minh Thư, con của cô Minh Trang mới du học từ nước ngoài về. Vài bữa nữa má dẫn con sang thăm. Thôi khỏi đi má ơi. Cô ấy mới về thì cô ấy phải qua thăm mình chứ. Và lại con cũng nhớ mang máng là cô ấy giống cô Quyền Trang đúng không má? Đúng. Đâu thân thiết lắm đâu, chào hỏi chi mất công. Yo, hey. Tự nhiên thấy mệt quá, em vào nghỉ chút nha. Ok. Sau đêm nhảy này em mới lại gặp anh nha. Có chuyện gì hay là nói luôn với em ở đây đi. Những lời chuyện hôm nọ anh nói với em đó. Chuyện đó thì em phải bàn lại với anh Phong cái đã. Quên mẹ cái thằng Kim Phong đó đi. Ký hợp đồng với anh em sẽ có cái 15 triệu. Ai vậy? Đến gọi lại đã. Anh, giữ giùm em cái giỏ. Em ra ngoài một chút. Ok. It's getting me.
Em ơi, tính tiền bằng này. Dạ, chị chờ anh chút nha. Dạ chị. Chị trả tiền đơn. Dạ không sao chị. Khỏi thôi. Chào anh. Thôi được rồi, tôi ngồi phía sau. Anh ơi, người đẹp của anh chờ lâu quá nên về rồi. Cô ấy về lâu chưa? Về nãy giờ rồi, để tính tiền luôn rồi ạ. Cảm ơn. Anh đang ngồi phút một mình à? Em qua bển ngồi với anh đi. Nhưng mà lỡ em qua bển ngồi rồi anh không chịu nói chuyện với em thì em sợ lắm. Sợ cái gì? Qua đi. Em đứng. Quá. Vui gì hết đã về. Thiệt. Bội quá. Chắc là tại vì anh chiều chuộng chị ấy quá thôi. Chứ tụi em ở đây lúc nào cũng chỉ nghe những lời đe dọa và nghe lệnh thôi. Má. Ủa, bữa nay đi việc công hay việc tư vậy con? Việc công á. Nhưng xem ra việc này không hợp với con lắm. Hồi bằng tuổi con, má từng được tổ chức giao cho một nhiệm vụ mà ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ tính bằng gan tấc. Vậy mà má cũng cố gắng để vượt qua đó. Thôi tôi về. Con kiếm tiền bơ vì cô đang hủy tôi. Dạ, cảm ơn. Giỏi lắm.
Em thấy chưa, buổi trước anh đã nói chuyện với em rồi. Nếu em làm cho anh, em sẽ có nhiều tiền. Ơi, chán quá. Chán một chuyện cho bóc không? Ok, chơi đi chơi. Anh ơi. Dạ. Sao anh? Dạ, có gì không anh? Tàu ở đây chán quá, kiếm cho hai con đò khác đi. Dạ dạ, anh chờ chút. Để lên. Dạ. Chỉ có việc mở cửa thôi mà sao lâu vậy? Có ba tôi ở nhà không? Dạ có, ông nó coi tivi ở trong phòng. Nói giọng á, tôi về rồi lại lầu ngủ luôn đó nha. Dạ. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở nhà. Vừa có một cái đuôi bám cho anh về tận nhà luôn đó. Vậy hả? Anh à, có chuyện này em nói anh đừng có tự ái nha. Có chuyện gì mà sao em rào đầu như vậy? Là em thấy bước nhảy của anh á vẫn còn ngượng nghịu lắm. Ngày mai em phụ đạo cho anh được không? Ok, quá được. Vậy nha. Bye anh. Trong số đó, chỉ có một vài đứa ham đú đỡn. Còn lại, hầu hết là gái nhà lành có hoàn cảnh giống như em. Các cô ấy như là Thúy Kiều, phải liều mình cứu cha, cứu mẹ, hay là nuôi đàn em ăn học. Anh nghĩ như vậy mới là những người con chí tình, chí hiếu. Nè tụi bay, ra kêu chiếc taxi cho cổ về. Tôi đi xe ôm vậy được rồi. Sao rồi? Anh ơi, vất vả lắm em mới bám được theo hắn. May là dọc đường, hắn lo ngó nghiêng tìm con bồn. Biết rồi, vô vấn đề chính đi. Trời ơi, em theo nó tới nhà luôn. Nhà cao cửa rộng. Nó đích thị là một thiếu gia. Mà nhà nó có người hầu nữa, nó quát nạt người hầu nó một cách thách dịch lắm anh. Ngày mai phải tìm hiểu thêm nha. Dạ. Ủa, vậy còn con nhỏ Diệu Linh sao anh? Đi làm việc đi. Dạ.
Con, ra ăn cơm thì vô bệnh viện với má. Dạ. Con mới mượn của tụi bạn ít tiền. Nếu như chiều nay tụi nó tới, ba trả trước một nửa, còn một nửa ba xin khất lại. Chắc con nghĩ tụi nó không làm căng đâu. Ba cầm đi. Nè, 15 triệu đem về cho ba em trả nợ dần cho người ta. Còn để lại vài triệu để mua nước hoa, mua quần áo và son phấn cho hợp mốt một chút. Sau này làm ăn được thì trả. Nè. Dạ. Tiền mượn vậy đó, rồi họ nói lãi suất sao hả? Người ta không có lấy lãi đâu. Cái này á, bạn con nó làm ca sĩ á ba. Trời, mỗi suất diễn nó kiếm được nhiều tiền lắm. Nó nói là nó không có lấy tiền lời, còn nói là khi nào có tiền rồi mới trả. Ba đừng có lo. Người mà tốt vậy đó, ba cũng đỡ lo. Dạ. Thôi ăn cơm đi, để con vô bệnh viện thăm má con nữa. Dạ. Ba. Gì nữa? Hôm qua má cứ nằng nặc đòi xin bệnh viện cho về nhà. Ý ba sao? Má con á, sợ nằm trong bệnh viện là tốn kém. Mà ba đưa má con về nhà, sợ tụi nó tới đòi nợ siết nợ, rồi má con buồn má con bệnh nữa. Thôi, có tiền vậy đó ba cũng đỡ lo rồi. Ăn đi con. Dạ. Thưa chú, chắc là Minh Thư. Để cháu ra mở cửa. Cháu cứ ngồi xuống đi. Để cho chú Chính. Kể từ bây giờ mỗi người chúng ta phải tập làm quen với công việc của mình. Dạ, con chào chú. Chào chú. Chào cô. Dạ. Cậu Hai vừa mới nhắc cô xong. Cô cứ vô đi, để xe tôi dắt cho. Dạ. Con chào chú. Chào anh. Cháu ngồi ăn sáng luôn nha. Dạ, con ăn rồi ạ. Sáng nào má con cũng dậy sớm để lo đồ ăn sáng cho cả nhà. Tôi xuống nhà dưới trông chừng coi ngoài đường có ai dòm ngó gì không. Dạ. Như thế này, hôm qua Giang Quân có đề xuất là hôm nay được ở nhà một ngày để cháu tới bổ túc vài điều dạy cổ điển. Dạ, ý của con là thì cũng chỉ là công việc thôi mà. Muốn xâm nhập vào thế giới vũ trường thì phải biết nhảy giỏi. Dạ. Tiện sẵn đây, chú cung cấp thêm cho các cháu về thông tin các vũ trường mà hôm qua các cháu đã đến. Phần lớn tiền hoạt động của các vũ trường đó là do Bảy Xoài bỏ ra. Và theo nguồn tin của quần chúng cho biết, sau 12 giờ đêm, các vũ trường đó có dấu hiệu hoạt động không lành mạnh. Dạ thưa chú, nhiệm vụ của tôi cháu là cứ tiếp tục xâm nhập để thu thập chứng cứ. Còn việc đấu tranh với hành vi sai trái của vũ trường thì đã có cơ quan chức năng, Sở Văn hóa và Công an sở tại. Dạ, cháu hiểu. Nè chị, tiền bo tụi nó chi cho tụi em. Bao nhiêu đây? Dạ 300 ngàn.
Chỉ có thế thôi à? Dạ, mình còn lạ nước lạ cái, nên tụi nó chi mình bao nhiêu, mình chỉ biết bấy nhiêu thôi. Đúng rồi chị, em thấy tụi nó thu đủ thứ tiền. Chính mắt em thấy thằng Ất lấy của hai thằng nhóc còn 40 đô tiền bo công gọi đào. Sau đó em thấy hai con đào nhét vô tay thằng Ất 30 đô. Thằng Ất nói với hai con đào, đây là tiền của tao. Bắt đầu từ ngày mai, hai đứa phải dành cái quyền sắp xếp gái cho khách để lấy tiền bo, nghe chưa? Công nhận thời buổi này mở vũ trường là thắng đậm nhất. Vé vào cửa thì chẳng đáng là bao, nhưng tiền rượu và tiền thuốc cho những đứa thích cắn thì tha hồ mà cắt cổ. Chào chị Phượng. Công nhận những cú điện thoại của Thủy Kiếm gọi cho vợ lão một già đáng sợ thiệt. Mấy tờ báo hôm nay không có một dòng viết về vụ tặng axit nữa. Nạn nhân thì không dám hé răng nửa lời, còn gia đình của nạn nhân cũng không dám làm đơn. Hời đâu mà công an người ta làm. Tôi đã nói với các anh chị rồi, gia đình tôi không có thù oán với ai hết á. Chắc là người ta làm ai với tôi. Bữa trước, ở trước cổng trường học, có người nghe chị nói với con gái rằng thằng Bảy giết chết ba con rồi. Vậy thằng Bảy theo lời chị nói là ai? Dạ, tôi không nhớ. Có thể nguyên câu văn là chị không nhớ, nhưng người nào đó tên là Bảy thì chị phải biết chứ. Anh sao vậy? Anh có chuyện gì vậy? Trời ơi, tôi gian anh chị. Anh chị để gia đình tôi yên. Kể từ nay anh chị đừng đến đây nữa. Thôi được, nếu chị không hợp tác thì chúng tôi tìm cách khác. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là phải tìm ra được kẻ gây ra tội ác này. Đó là trách nhiệm của chúng tôi trước nhân dân. Chúng ta đi. Nếu chị suy nghĩ lại, hãy gọi điện. Đây là số điện thoại của tôi. Dạ. Tôi biết là chị đang giấu chúng tôi một người nào đó tên là Bảy. Có thể là bọn chúng đang khống chế chị. Nhưng tôi muốn nhắc cho chị biết là chị phải tin tưởng vào chúng tôi và tin vào cơ quan pháp luật. Dạ. Chào chị. Chào chị. Dạ. Công bằng mà nói, con Phượng Đê này rất được việc. Nó đã loại cho cha con mình một đối thủ rất là khó chịu, một cách nhẹ nhàng. Từ nay nhà hàng lơ lửng đã được bình yên. Con tính giao nó lại cho Thỏ Ngọc quản lý. Con có một hướng làm ăn mới bà. Con tính làm cái gì? Ở thành phố này, bà đã có hai sòng bạc. Con có một thằng bạn, nó bày cho một cách làm ăn kiếm tiền thật béo bở bằng cách mở trường đá gà. Phải, từ từ rồi phát triển mở hướng làm ăn. Phải phấn đấu trong 1-2 năm tới, cha con mình phải có vài trăm tỷ. Khi có được vài trăm tỷ rồi thì cha con mình sẽ chấm dứt mọi cuộc bảo kê. Ba sẽ là một đại gia thời thượng. Đại gia thời thượng? Ừ. Bà định làm gì đây? Thì mua đất để làm sân gôn. Làm sân gôn chỉ là cái cớ thôi. Nhưng mà bán đất, bán biệt thự quanh sân gôn á, một vốn bốn lời. Có Phượng Đê nó gọi, không biết nó muốn gì nữa đây. Đêm qua con thấy hai thằng đệ tử của nó ở vũ trường, ngứa mắt muốn chết. Alo. Mấy hôm nay được ăn ngon ngủ yên, ông Bảy quên chị em chúng tôi rồi. Có chuyện gì cô cứ nói đi. Mấy chú em của tôi phản ánh lại, người của ông ấy cư xử với chúng trông như là người xa lạ. Cô nói rõ hơn nghe coi. Ở cái vũ trường khách sạn, người của ông tranh hết quyền,
coi anh em chúng tôi như là người giúp việc. Người của ông thu tiền bo, rồi cho anh em chúng tôi như là đồ bố thí. Cô cứ bình tĩnh đi, để tôi kiểm tra lại. Với lại người của cô mới làm, chưa có nghiệp vụ gì cả, thu nhập phải khiêm tốn chứ. Hay là ông cho anh em chúng tôi vay một khoản tiền, chúng tôi sẽ thuê mặt bằng mở tiệm hớt tóc gội đầu riêng. Dạo này tôi đang kẹt. Có cái nhà hàng chung vốn với người ta thì liên tục cũng bán chạy. Cô cứ từ từ đi rồi tôi sẽ tính. Nếu như vậy đó thì hôm nay nó đến, mình sẽ tạm